Đây hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em mình cách tôi khui hộp cái hộp của Steam Deck này. Cái hộp này rất là nhiều bàn phím nhá. Nó kết nối với máy tính với cả bằng dây USB và hộp này rất là nhiều bàn phím. Nó đây là các cái màn hình nhỏ. Chúng ta có thể gõ tên, đặt tên hay làm mọi thứ trên này được nhá. Ok. Hello, chị chào anh em. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu lại cái lợi ích của cái con Steam Deck này nhá. Thì cái Steam Deck này là nó kết nối giữa phần, nói chung là nó sẽ là điều bàn điều khiển và các tính năng của trên một chiếc điện thoại gọi là tính tắt. Đây thì nó sẽ sử dụng phần mềm là Steam Deck này và nó hỗ trợ bằng OBS, Steam Lab OBS hoặc là Steam Deck này đấy, Steam hoặc là OBS, OBS Studio này, có thể anh em mình kéo thả đây này, chẳng hạn bây giờ mình đang bật chế độ là màn hình Steam Deck, Steam Lab nhá, thì mình sẽ kéo thả đây đấy, thì anh em mình dụ đây là nó là record đúng không, record thì có thể thu âm ở đâu đây đấy, mình sẽ dùng kết nối vào mic đấy, ok, và cái thứ hai là mình sẽ đòi Tuấn, còn đây là mình sẽ muốn record là mình sẽ ghi bật cái đây là chẳng hạn như là chế độ bật ở cái một cái đoạn video trong Steam Deck lên nhá, video 1 chẳng hạn, mình để kênh Tuấn nhá, kênh Tuấn này, đây kênh này xin xe này đấy, kênh Tuấn nhá. Sau đó mình sẽ chọn YouTube. Ok, thế là xong. Ấn vào đây và xong. Bây giờ mình sẽ ấn đây. Đấy, video 1 được chưa? Tắt đi. Đấy, tắt đi. Anh em thấy không? Do hai kênh thì mình để trùng nhau nên nó bị thế. Và thứ hai là nó có cái khả năng nó chuyển bàn phím nhá. Quay đây. Chuyển bàn phím này. Quay đấy. Đây là chuyển bàn phím như này. Đây, nó quay chuyển bàn phím như này. Đấy, mở nhạc đây. Tôi để mở nhạc hoặc là chẳng hạn chức năng bật web đấy, web nhảy lên cho anh em thấy không, do tôi đang bật tắt tiếng lên nên không nghe, anh em không nghe thấy đấy. Đây là muốn anh em muốn tắt web đúng không, thì đây ở đây mình tắt đi. Đây là các cái tính năng cơ bản nhất của Steam Deck, nên anh em nếu mà muốn sử dụng thì hãy liên hệ với Tuấn để Tuấn được trợ giúp cho hướng dẫn cho anh em sử dụng nhé. Cái này rất là tiện lợi cho anh em livestream một khi. Cảm ơn anh em đã xem video.